Và đây thì bên phía team IGV bọn họ loại bỏ đi Nine Stalker và Nyxa Sin. Pick cho mình IO và Sen King sau khi mà newbie đã first pick Crystal Maiden. Bất ngờ cái bản patch mới ra thì Crystal Maiden bị nerf khá là mạnh khi Crystal Maiden bây giờ bị giảm mất 5 tốc chạy. Theo tôi đây là một cái nerf khá mạnh bởi vì con Crystal Maiden nó đã rất là chậm chạp rồi. Cái cách mà nó đi roam gank nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều với cái tốc chạy như vậy. Bây giờ thì newbie bọn họ ban đi hai hero đi rừng, đó là Chen và Enchant. Pick cho mình một con Crystal Maiden và Juggernaut. Anh em có thể nhìn thấy tên các thứ anh em có thể nhìn thấy những cái tên của hero ở đây thì là tên Trung Quốc và đây là giải đấu đang được tổ chức tại Đài Bắc. Thế nên là cái layout rồi các thứ như này là chúng ta được nhìn thấy là hoàn toàn player là họ chơi trên nền tảng client là của Perfect World, Dota Perfect World chứ không phải là Dota của Valve như anh em mình vẫn xem. Ở đây tiếp tục đi bên phía team IGV họ ban đi một con Weaver, ban đi Nightstalker, một con Nyxa, Sin và Weaver. Chứ hiểu tại sao pick Juggernaut và Crystal Maiden thì lại ban đi Weaver, chả lẽ lại sợ Weaver đi đánh carry còn Juggernaut đi solo mid à? Nghe em phải không hợp lý cho lắm, nhưng mà ở đây thì newbie họ lại bỏ đi một con Ember. Nếu như mà ban đi Ember thì chơi con gì ta? Ở khu mid lane thì thực ra con Ember là nó cũng không phải là một con hero có thể control lane quá mạnh. Ban đi Aur Devourer đến từ bên phía team IGV. Ở bên phía team IGV có vẻ như là họ đang không biết được là mình nên nhắm vào vị trí của ai. Họ đang ban đi mỗi vị trí một con hero, ban đi mid, ban đi carry, ban đi off lane, ban đi support mỗi vị trí một con hero rồi. Ở đây thì newbie họ lại bỏ đi Bristol Bách để tránh combo với IO. Đơn giản là ban đi một con Bristol Bách tránh đánh cặp cùng với IO thôi. Khi dạo này thì Bristol Bách đang được đem trở lại đấu trường chuyên nghiệp và thực sự là nó đang rất là khỏe. Với những cái buff đến từ những cái thay đổi của game như là những cái bãi creep rừng thì bây giờ 1 phút sẽ sinh ra một lần. Nên là làm cho con Bristol Bách nó farm rất là nhanh. Những cái item nó cũng trở nên rẻ hơn, làm cho con Crystal Bách nó cứng cao hơn rất là nhiều, lên được rất là nhiều item. Một con Sven dành cho bên phía team IGV. Con IGV họ lựa chọn Sven và IO. Rồi, đây cũng là một bộ combo mà chúng ta thường xuyên được nhìn thấy khi mà con IO này nó vẫn còn rất là hot trong những cái gọi là không phải là phiên bản nữa, nó là những cái năm rất là xa rồi khi mà IO này teaser thì có stun thường đi kèm với CK, đi kèm với Sven, đi kèm với Ricky, đi kèm với Ursa, những con hero có khả năng disable hoặc là tiếp cận rất là khó chịu. Ở đây thì là một con bắt chờ dành cho bên phía team newbie. Vâng, khi mà đối thủ có Sven chơi luôn một con bắt chờ, Sven gồng đỏ lao vào bắt chờ, chỉ cần chọn vị trí nếu húc trúng thì càng tốt, còn không thì sẽ chạy vào và cắn. Cắn thành công được thì càng hay. Giữ chân con Sven này trong vòng mấy giây không phải là chuyện đơn giản. Con IGV pick cho mình con Spirit Breaker và trông KYXY anh ta liếc nhìn những người đồng đội tạm thời của mình một cách khá là bất ngờ. Anh ta nở một nụ cười trông hơi gượng gạo một tí. Chắc là KYXY thì cũng chưa ngờ đến cái việc là đồng đội sẽ pick một con Spirit Breaker như này. Vâng, ngồi thẳng lên rồi bẻ cổ rồi xoay vai xoay viển các thứ. À, bây giờ nó bắt đầu cười rất là tươi rồi, chắc là cũng mừng
gọi là mường tượng hình dung ra cái chiến thuật mà mình sẽ chơi với Spirit Breaker cũng như là IO. Nó đơn giản thôi, nói thế cho vui thôi, chứ Spirit Breaker và IO là một cái bộ rất là mạnh. Khi mà Spirit Breaker một trạc, IO sẽ nối dây với một người đi theo. Bây giờ thì bên phía team Newbie họ sẽ đến với lập pick thứ tư. Thực ra Newbie họ ban đi con Ember cũng là có lý do cả. Khi mà Ember hoàn toàn có thể farm lên một dây bay rất là sớm và kết hợp cùng với team có thể có những cái tình huống gank 4-1 hoặc 4-2 với IO, Sven, rồi Spirit Breaker, rồi với một con Ember dây bay. Nhưng bây giờ thì Newbie họ lựa chọn con Enigma. Enigma dành cho Newbie. Không có việc là bên phía team IGV họ có khá nhiều disable như thế này thì pick một con Enigma liệu có phải là ý kiến hay hay không? Enigma sẽ khá là cần một cái BKB trong cái đấu này, nhưng mà Spirit Breaker thì vẫn còn một skill có thể phá gọi là disable xuyên BKB, đó là ultimate của mình. Rồi chúng ta thử chờ xem, vậy là ban đi Naga Siren để tránh một cái bộ combo cực kỳ kinh khủng thì từ bên phía team Newbie mở song lên, rồi Enigma đi bộ từ từ và bật BKB thả cái Midnight Pulse ra, sau đó thì sử dụng Black Hole. Bên phía team newbie thì họ ban đi lượt cuối cùng, đó là ban đi silencer và lựa chọn last pick của mình đó là một con Queen of Pain dành cho SCCC. Ok, Queen of Pain dành cho SCCC. Liệu bây giờ bên phía team IGV có chơi một con Buck của Sagata hay không, hay Sagata sẽ chơi một hero gì khác? Thực sự thì cái game đấu này một con Buck là rất hay. Cancel được khá nhiều skill. Một cái Silent AoE nếu như đánh tốt hoàn toàn có thể kiểm soát được game đấu, làm cho đối phương có những tình huống gọi là hơi bị rụt rè, hơi bị cảnh giác trong những tình huống xả skill, nhất là Enigma. Enigma sẽ không dám Black Hole, chỉ cần một cái Rimcoil chuẩn xác thôi, hay là một cái Silent sẽ làm cho Enigma này rất là khó để có thể thực hiện những tình huống Black Hole đẹp trong combat. Và vẫn đang suy nghĩ rất là kỹ đến từ bên phía IGV. Tôi thì tôi đề nghị đó là một con Puck dành cho Sakata. Có thể là họ sẽ chơi một hero khác. Vâng, vậy là Invoker dành cho Sagata chứ không phải là một con Pack rồi. Ok, vậy là chúng ta sẽ chờ đợi trong một ít giây để có thể vào phần in game, chúng ta sẽ watch game đấu này trong phần in game clean feed cho anh em xem mặt mũi player đến đây thui. Ok, trông rất là sẵn sàng rồi đúng không? Anh em chờ một chút nha. Ở trong in play thì người ta còn chưa ban pick xong. Rồi. Ok.
Prepare for battle. Ok, hello anh em, chúng ta đang được theo dõi game đấu giữa team Newbie và IGV trong khổ giải đấu Zotac Cup Masters. Và mình là Kỳ Anh Hoàng đến từ Hải Phòng Creative VN. Vâng, Hải Phòng Creative VN thì rất là vui, rất là hân hạnh được Zotac Cup Masters mời để có thể cover game đấu này. Và hy vọng là anh em có được những cái trải nghiệm tốt, có được những cái trải nghiệm thú vị qua cái giải đấu Zotac Cup Masters này và ủng hộ cho bọn mình tiếp tục được những cái giải đấu lớn người ta mời vào cuối lobby. Sau này biết đâu đấy lại được mời thẳng đến những cái giải LAN có riêng một bàn dành cho hai ông caster Việt Nam ngồi đấy thì sao? Nói chung là cứ mơ đi, không mất gì cả. Ở đây thì bên phía team Newbie ra quân với đội hình đó là Fate cầm Crystal Maiden, SCC chơi Queen of Pain, Unite hay là được gọi cái tên mới đó là Mugi, anh ta chơi cho con Nord, một con Butcher dành cho thanh niên Kaka và Enigma sẽ làm trong bài cây okay, Phoenix. Bên phía team IGV thì hôm nay vắng bóng thanh niên gọi là có MMR cao nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại, đó là thanh niên Paparazzi với MMR như là 9851. Thì hôm nay Paparazzi không xuất hiện và không tham gia thi đấu. Sakata sẽ là người đi mid với một Invoker, Injuli cầm Senking đi offlane và cái người đánh lấp vào vị trí của Sakata đó là KYXY, một đồng đội cũ của Mushi. Còn IGV thì còn có hai slot support nữa là Super Chaio và Dogfight là người chơi có Spirit Breaker. Methinks you wanted that. Rồi đang bắn rất đau vào người của cái Phoenix, cái Phoenix đã bị lùi về rồi. Nó để mà cho con Enigma đi offlane như này thì có lẽ như là nó sẽ vẫn có thể farm được thôi. Nó hoàn toàn có thể di chuyển vào rừng, deny creep ở ngoài lên rồi di chuyển vào rừng. Vâng, cái set Enigma rất đẹp. Set Enigma trông với con đệ trông rất là hay. Ở khu mid lên thì Sakata khi mà đi cùng với cả một con QWP của SCC thì không nói đến trình độ của player. Chúng ta nói đến một cái kiểu matchup giữa Queen of Pain và Invoker thì Queen of Pain ngay từ đầu đã có được những cái lợi thế rồi. Khi mà có một skill để có thể harass rất là đau, đó là Shadow Strike. Rồi đây sao Injuli, anh ta bị bớ vào rồi. Cộng cho mình một điểm vào stun, không thể stun đi đâu được. Khi đó là Frostbite đến từ Fate và KK có được First Blood cực kỳ đơn giản. Một tiếng rotate ra rất hay, thứ hai support. Nhưng cũng phải nói là tiếng vừa rồi thì off lên bên phía team IGV đánh không thực sự quá tỉnh táo. Anh ta cũng đã có một cái Observer Ward được cắm khá sâu. Có lẽ thì mà nói anh ta cũng đã scout ra được cái vị trí của hai support rồi. Rồi đây tiếp tục là Injuli, anh ta vừa ra khỏi lên cái thôi đã bị dính những cái tình huống đánh đấm rất đau đến từ các thành viên bên phía team Newbie. Lại mất thêm một bình healing sac và một lượng máu rất lớn. Bây giờ thì Injuli anh ta sẽ phải cầm cự thế nào cho đến phút thứ 5. Từ bây giờ đến phút thứ 5 anh ta phải cầm cự, không mang quá nhiều những item hồi máu hay là không phải đi về nhà nhiều lần hay là không chết. Đến phút thứ 5 thì sẽ có giếng, anh ta hoàn toàn có thể tự tin với một tình huống lao lên trao đổi skill, có thể ăn creep sau đó thì về đủ giếng thôi. Tại vì ban tổ chức nghĩ ở đây là cốt thì tùy theo gọi là hai trận thì có một cốt, nên là trận 3, trận 4 là chung một cốt. Anh em thông cảm vậy, tí nữa đến trận 5, trận 6 thì chúng ta sẽ có một cốt mới. Rồi, có một tình huống ở đây, Fate cũng như là KK lại rotate lên khu vực top lên. Vâng, cây Phoenix có vẻ như là muốn bên phía team IGV muốn ăn vào cái mạng của cây Phoenix. Và cây Phoenix anh ta cũng có được sự hỗ trợ đến từ hai support rất là nhanh chóng thôi. Hai support chuyển lên và lại là một lần nữa bên phía team Newbie có được mạng. Một cái mạng vừa rồi đem lại cho Fate khá là nhiều tiền. Fate ăn hai mạng rồi. À không, Fate có acid một mạng dưới bot, một mạng dưới KK, một mạng dành cho Fate. Một hai support đang khá là xanh, ăn được tiền rồi, còn acid được KK ở đây. Di chuyển ra nào, liệu có hút chúng được vào super hay không? Thực ra thì hút cái con Ion này cũng không để làm gì khi nó hoàn toàn có thể nối dây về. Không chưa gì thì IO cũng đã nối dây vào người của Sakata rồi.
Game 3, game 4 thì mới có cốt game 3, game 4 thì là chung một cốt, game 1, game 2 chung một cốt, game 5, game 6 chung một cốt. Thì anh em chơi ở game này hình như mới chỉ là game thứ 3 thôi thì phải. Game thứ 3, game thứ 4 gì đó, nói chung là tí nữa mình sẽ check lại và mình sẽ đổi cốt cho anh em nếu như ban tổ chức họ ghi đúng ở đây. Rồi ở đây thì sao, Mugi có cho mình 20 creep, Injuline bắt đầu được thả ra và farm rồi. Nhưng mà sen kinh này thì đi với chóc nót không thực sự là quá ngại. Sen kinh chỉ cần thủ cho mình một cái chóc stun để có thể di chuyển về thôi. Creep dành cho Sven của KYXY chiến thủ top lên. 21 creep deny 11 dành cho SCC ở khu mid. Sakata thì đã bắt đầu phải dùng đệ để farm cũng như là harass vào người SCC rồi. Còn bắn rất đau cũng được câu snap. Còn liên tục là được super chăm sóc đúng con IO ở phía sau. I'll take your tribute. Cái vấn đề là anh em hỏi thì cũng nói chung là cũng nằm trong tính toán của ban tổ chức rồi. Anh em hỏi câu đấy thì mình cũng không biết phải trả lời như nào. Anh em bảo là thế bây giờ muốn có code mà không xem game thì phải làm nào, thì chắc chắn là anh em phải xem game anh em mới có code. Còn có thể nhờ bạn bè ngồi xem hoặc nghĩ lại hộ. Cái gì thì mình cũng không biết, nhưng mà ý đồ của ban tổ chức là mấy ông xem thì mấy ông mới có code, phải không? Mấy ông xem giải bọn tôi thì mấy ông mới được GA, chứ nên không xem cũng có code thì đâu tự nhiên lại dễ thế. Chắc chắn là phải làm cái gì đấy cho ban tổ chức cho cái giải đấu này thì họ mới GA cho phải xem. Thì nói cho anh em có thể nhờ những cái bạn trên kênh chat ghi lại. Bọn mình thì cứ phát theo đúng quy tắc của ban tổ chức thôi. Nói chung là cứ làm gì mờ ám, xong lúc họ phát hiện ra họ lại không cho ngồi lobby hay là các thứ họ không mời đi cá giải nữa thì chết. Ở đây sao có xe rồi và Mugi quyết định là anh ta di chuyển thẳng vào trụ một của bên phía đối phương. Đang có những đồ auto attack vào trụ đối phương, và đây thì KK cắm một cái ward ra. SCC cũng đã di chuyển xuống, húc lại chuyện từ KK. Và bây giờ thì SCC di chuyển xuống thì cũng chỉ là zone các thành viên bên phía team IGV lại thôi. Và sẽ thực hiện một cái tình huống hút trụ. Vẫn còn con xe đằng sau. Xe bây giờ bắn vào trụ cực kỳ đau. Rồi super ở đây công tú di chuyển khá lỗi và anh ta bị SCC nhìn thấy. Ngay lập tức là SCC găm dao, KK chỉ cần đi rất là nhẹ nhàng lên và sử dụng nhiều rod và slow thôi. Mạng dành cho bên phía team newbie 3-0. Thứ 7 mới chỉ có 3 mạng thôi. Nhưng mà bên phía team newbie họ vẫn đang đánh rất là nhàn nhã họ đang đánh như kiểu là dòng chơi vậy. Chưa có một cái tình huống nào mà IGV gây khó dễ cho newbie cả. Boot trụ, newbie cũng boot rất là nhẹ nhàng. Rồi, có một tường cầm Senchi ra, đi watch thành công đến từ phía Green July. Phút thứ 7 rồi, xem level xem sao nào. Mấy ông này level mấy rồi? Level 7 dành cho SCC, Invoker cũng đã có level 7, Sven level 7, Juggernaut level 6. Juggernaut mới chỉ level 6 thôi, mà anh ta auto attack creep khá là nhiều. Thế có thể đẩy trụ, và bây giờ anh ta vừa mới chớm lại level 6 thôi. Sven có level 7 rồi. Còn cái lợi thế level sẽ giúp cho Sven có thể farm nhanh hơn một chút. Đây thì KK cùng với Fate đang có một di chuyển với Smoke of Deceit và họ sẽ di chuyển đi đâu đây? Rồi cắm ward lên, nhìn thấy vị trí của super nhưng không có một tường hook đến từ KK, khi mà hook bây giờ thì mới chỉ level 2. Rồi lại là một tường hook trượt đến từ KK.
Suýt chút nữa thôi anh ta đã có thể hút chúng. Nhưng bây giờ thì Fed anh ta bị chạc vào rồi. Mugi lao thẳng vào, con chém vào người của Sagata, bắt Sagata phải lùi về. Nhưng đang có tình huống chạc ở đây. Fed nằm xuống rồi với gồng đỏ đến từ KYXY. Nhưng Sonic Way cũng như là Squid of Pain quá đau đến từ vị trí của Pain. Tiếp tục là mạng dành cho bên phía TQB. Khi KK chưa chết anh ta có thể hút lại con Spiritaker. Nhưng bây giờ thì sau khi Ultimate chết được Sven, Chabanon cũng phải nằm xuống. Sen King đã xuất hiện và sử dụng tướng Bird Strike. Tỷ số là 6-3. Combat khá là hỗn loạn trong tướng vừa rồi. Mỗi team mất 3 người. Bên phía IGV thì họ hưởng được nhiều tiền hơn khi mà những cái mạng của bên phía team Newbie là những cái mạng đắt giá hơn một chút. XP cũng như là tiền không quá chênh lệch. Lượng đam đưa ra coi như là bằng nhau. Radiant's middle tower is under attack. Đó là gì, có tiếng caster nước ngoài ở đâu nhỉ? Anh em nghe bị có tiếng caster nước ngoài á? Mình có nghe gì không nhỉ? Là sao ta? Clean fit cũng làm gì có. Trên này thì cây Phoenix đã có cho mình một cái mana rồi. Sẽ hướng đến đó là Henamidas. Đi ward thành công đến từ Fate. Ở đâu đó tôi nghe thì tiếng stun, nhưng mà Sven stun thì cũng chỉ là để farm stack thôi. Còn Sven đang farm stack rất là nhiệt, hơn cho nó 1.000 tiền rồi. Mugi ở đây thì chắc là cho nó sẽ hướng thẳng đến một cái Manta sớm thôi. Với cái việc là trong cái đấu này có khá là nhiều skill bất lợi đến từ đối phương. Câu snap hay là có thể giải được, không hẳn là giải mà dùng để câu kéo thời gian. Đối với con Speedbreaker ở đây thì KYXY, KK đứng nghiêm chỗ này. Có lẽ là từ vừa rồi KK anh ta muốn có một tình huống Frostbite đến từ đồng đội để có thể setup. Còn đây thì Dogfight bị nhìn thấy rồi. Dogfight đang cố gắng để chạc, nhưng mà chạc đi đâu đây? Thôi xong, sẽ là nhường mạng cho SCC thôi. SCC tham bình đam, tính đam rất là chuẩn. Tiếp tục sẽ là Stick Push đến từ bên phía team Newbie. Dưới này thì In July anh ta vẫn đang cố gắng để có được một cái blink càng sớm thì càng tốt. Cộng cho mình 4 điểm và chọc stun 2 điểm vào Caustic Finale. Thì KYXY cũng đã ra rồi, vẫn cả đỏ lên rồi, chém trụ luôn. MOM cũng đã có. Nào clear creep bằng hai đường là bay luôn một turn creep vào đây. KK hook shot lại là không thành công. KYXY bị stun và anh ta quay ngược lại stun người của KK đang có Black Hole. Black Hole là hay đến từ K-Phoenix, nhưng mà tại sao anh ta lại cancel tính rồi nhỉ? Không sao, khi mà tính đó thì Sven vẫn phải chết thôi. Super cố gắng để có thể nối dây cho đồng đội của mình để có thể hồi máu, nhưng đó là ý đồ của K-Phoenix. Anh ta đã sử dụng luôn một tiếng Black Hole để ngăn chặn bất kỳ tình huống lao vào để có thể back up đến từ bên phía team IGV. 9-3 cho Newbie. Một tiếng combat là tốt. Tôi nhìn cứ như là ông Enigma này, ông ấy giơ tay là ông ấy cancel Black Hole. À, câu snap, ông ấy có câu snap ở đằng sau. Còn bây giờ Sagata cũng rất là nhanh tay sử dụng một cái câu snap, nhưng mà khoảng thời gian đó thì cũng đã quá đủ cho bên phía Mugi. Họ sầu được hai mạng rồi, có chạc ra nhưng Mugi chỉ cần xoay thôi và anh ta tiếp tục di chuyển về. Cọc hồi máu vẫn đang ở đây. Bên phía team IGV không thể làm được quá nhiều điều trong những tình huống đép trụ như thế này. Họ chỉ có thể đuổi bên phía team Newbie về một chút thôi. Sau đó thì Newbie lại tiếp tục dướn lên và lại push trụ. Ba trụ ngoài của bên phía team IGV đã mất rồi. Họ thì chưa ăn được một trụ nào của Newbie cả. Queen of Pain top network với 5.600 network. Và đây thì 5.600 network anh ta cũng đã có cho mình một cái veil đang hướng đến, đó là Lincoln Sphere. Lincoln Sphere có thể cancel, có thể block được rất là nhiều những skill target ở bên phía team IGV, như là chạc của Darkness, như là stun của Sven, stun của Sen King, như là một cái ulti của Spirit Breaker, như là Cold Snap của Invoker, rất là nhiều skill. Còn có lên BKB hay không thì tôi chưa biết, nhưng mà lên với Linkin sớm rất là có lợi. Hồi mana rồi hồi máu rất là tốt.
Thêm một cái lượng stat không hề nhỏ. Tiếp tục là có những stack rất to dành cho cái Rexy. Vâng, cầm một cái sang nghề trước rồi mới dùng cái Blink, nhưng bây giờ bị hốc vào rồi, chọc stun chỉ một người thôi. Nhưng stun bồi đến từ kêu Rexy thì lại là stun hai người. Kêu Rexy anh ta quạt chết được con Butcher của KK. Bây giờ thì Mugi chuyển vào cùng với cái SCC kết thúc được mạng của đúng một mình con Spirit Breaker này. Injuline Blink lên anh ta không stun được ai cả. 10 năm dành cho newbie, nhưng họ lại để cho IGV có một đường combat thành công. Và bây giờ thì sẽ là cút trụ thôi, khi mà không còn quá nhiều skill đến từ bên phía team newbie để có thể giữ chân thành viên mình thì IGV lại. Và IGV cũng đánh rất là an toàn khi họ nhìn hai support chuẩn bị hồi sinh thôi, họ lại tiếp tục di chuyển về. Ở đây thì bên phía team Ruby họ sẽ quyết định là ăn Roshan. 20 giây nữa thì cặp hồi máu mới cooldown xong, và vẫn quyết định ăn Roshan với đệ của cây Phoenix. Vâng, với những cái tình huống stun giật cục của con Anima này, liệu bên phía team IGV thì họ có biết được này không? Họ có một cái Observer Bat được cắm trông khá là tối ở đây. Tôi không biết là cái Observer Bat này thì nó có thể phát hiện ra được cái vị trí của newbie hay không. Đây, cái Observer Bat này. Còn cái Observer Bat này thì chắc là nhìn thấy phết. Đang cho đệ vào để có thể scout. Rồi, cho đệ vào để có thể scout và nhìn thấy toàn bộ vị trí của bên phía team newbie rồi. Đây sẽ là một tiếng đánh nhau, có chạc vào. Và đây sao Mugi đang xoay kiếm. Ở đằng sau thì cây Phoenix đang bị stun lại. Từ từ nào vẫn chưa có được Black Hole. Bây giờ thì Black Hole, Black Hole rất hay đến từ cây Phoenix khi anh ta đoán biết được tình huống in locate đến từ IO cũng như là Sven. IO nằm xuống, Sven thì bị cai. Vâng, Sven đã stun vào người Butcher, như để làm gì đây? Mugi đang bị chém rất đau, Mugi cần lùi về. Tiếp tục là Satisfy đã thể cai được cái con Sven này. Bây giờ lại là Frostbite vào người của Sagata. Sagata đang đổi skill, anh ta vẫn chưa đổi skill xong. SCC ăn được một đuôi invi và KY Swan sẽ nằm xuống ở đây. Khi mà đó là xoay kiếm nó có thể né stun lên cái Mugi. Và Sagata về được thì phết, không còn Frostbite. Lại là một tướng combat thành công dành cho phía team newbie. Họ vẫn còn đang có một công việc giang dở, đó là con Roshan. Bây giờ thì bên phía team IGV lấy gì ra con Tech Roshan đây? Có một tướng Black Hole rất hay đến từ cây Phoenix. Anh đang nhìn được cái vị trí relocate của IO. Tôi cứ tưởng là chỉ Black Hole một mình in July thôi, nhưng thực ra đó tướng Black Hole 3 người. Sunstrike vào làm cho Mugi mất một lượng máu rất lớn, cũng như lấy sai để có thể chạp vào, tiếp tục chạp vào từ đó phải. Liệu ổn Mugi ra ngoài không? Vẫn chưa đẩy được Mugi ra ngoài. Bây giờ thì sao? Fate đang dịch Ghost Dark bị bắn rất đau và Blink lên trong stun đến từ Injuline, kết thúc mạng của Crystal Maiden. Nhưng ở đây thì sao? Vâng, SCC không tướng mai, anh ta block đường hốc của KK nhưng không ra. Vâng, vừa cắn xong thì lại nhả cắn ra, bởi Mugi đang vẫn bỏ chạy. Anh ta có lượng máu rất thấp nhưng cây Vinx cũng đã đến rồi. Injuline bị mở Dust lên, anh ta nằm xuống. Sagata cũng sẽ cùng chung cảnh ngộ thôi khi lượng đam đến từ KK là quá lớn. Các bên Việt newbie họ sẽ tiếp tục quay trở lại và ăn Roshan. Vâng, chưa bao giờ tôi thấy một Roshan nào mà nó bị tranh chấp lâu và có một tiếng combat nó dài hơi như thế này. Còn có một chút máu thôi nào, cây Phoenix gần chết rồi. Còn sẽ là Roshan dành cho SCC khi mà vị trí của Chocanot đang ở quá xa. Thiết nghĩ thì Chocanot cũng không thực sự là quá cần một cái Aegis of Immortal khi anh ta có một cái xoay kiếm cũng như là Omnislash. KK cũng đúng cắn rồi lại bỏ ra. Nhưng không sao, bên phía team newbie họ vẫn giành chiến thắng cho các bạn vừa rồi. Nếu có chênh lệch bây giờ nó sẽ từ 5.000 nó sẽ vống lên tầm 7.000, rồi dần dần nó sẽ là 10.000. Nếu như bên phía team IGV họ không farm nhanh, thực ra Sven là một hero farm rất là nhanh. Network của
Sakata cũng như là cho nó cùng Bugi thì cũng không thực sự là quá xa nhau, nhưng mà off lane thì chênh lệch nhiều quá đây. Sao Epicenter stun các kiểu và SCC giết SCC luôn, cướp một đun DD đến từ KK. Bây giờ SCC đang quay lại và quay vào người của KK, nhưng bây giờ Mugi đến rồi, anh ta tìm cái vị trí của con IO này trước, giết xong IO rồi bây giờ sẽ là Omni Slash vào thẳng người của KYXY, có stun vào đến từ Izula nhưng không thể làm được gì. K Phoenix anh ta vẫn đang đứng ở đằng sau, nhưng tình huống sử dụng Midnight Pulse, còn Midnight Pulse như thế này là còn giữ chân thì lượng máu bị rút xuống nó sẽ là quá nhiều. Blink lên sử dụng tiếng hét đến từ Queen of Pain, Godlike cho SCDC. Còn K Phoenix anh ta mới chỉ có 2 điểm và Midnight Pulse thôi, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy cái lượng đang điều ra rất lớn với cái việc là cái con Crystal Maiden này nó có thể giữ chân rất là lâu, giữ chân hero trong vòng 3 giây. Midnight Pulse chỉ cần 1 đến 2 giây thôi, chúng ta thấy là rất là thấm rồi. 3 giây thôi, những con hero mà cầm nhiều item tăng stat như là Invoker như thế này chịu một cái lượng đam rất là lớn. Invoker chúng ta lại tiếp tục phải nằm xuống trong những combat fail từ phía của IGV. Bây giờ Nenwood nó sẽ giống lên là 10.000. Làm thế nào đây? Fed sẽ hướng đến cho mình một cái Fox Star Queen of Pain của SCC 90. Enigma 1013, Crystal Maiden 4311 và những chỉ số Master 5314. Đây ông này 321 chỉ có đi lùi không đi tiến. Ông này 244 gọi là ngược lại đội hình bóng đá 442 luôn. Toàn những chỉ số Kalia trông rất là buồn, 055, 174. Nhìn cái chênh lệch về KDA chúng ta có thể nhìn được luôn cái sự chênh lệch Netnode nó như nào rồi. Chỉ là trụ thì bây giờ bên phía Team IGV cũng chưa ăn được cái nào. Bây giờ bắt đầu ra và ăn cái trụ 1 thì khu bot lên, nhưng mà bên phía newbie thì họ bắt đầu dồn lên khu top để hút trụ tiếp rồi. KK cắn xe luôn, bị chạp và có rocket ra KK sẽ chết rồi. Nhưng anh ta fork start đi, stun đâu KYXY. Còn tiếp một tiếng stun lại để cho bên phía team, lại để cho newbie họ back up với một tiếng back hole. 3 người đến từ K Phoenix, bây giờ lấp thì để làm cái gì khi mà back hole cũng như là Midnight Pulse nó đã phát huy được hết cái thời gian của mình rồi. Tôi biết ngay mà, dùng stun đi thì làm sao. Vẫn định sử dụng stun để có thể cản ai chạy ra back up, tôi nghĩ là như vậy. KYXY thì anh ta cũng là một người chơi kinh nghiệm, nhưng mà từ một vừa rồi thì cũng không cần thiết là phải quá cẩn thận như vậy. Chúng ta cần đánh cẩn thận khi mà chúng ta đang dẫn trước quá nhiều và đang có nguy cơ bị lật thôi. Chứ bây giờ đang thua như này rồi thì cứ đánh máu chó lên thì làm sao. Stun một cái CQ thì tình huống Sunstrike vừa rồi thì có vẻ như là họ đã có thể ra về nhanh hơn. Cứ đứng gần trụ của mấy ông newbie này là thế nào cũng chết. Vâng, Black Hole 3 người từ cái Phoenix. Bây giờ thì tiếp tục sẽ là push vào đến từ bên phía team newbie thôi. Kiếm chéo dành cho nó chứ không phải là Manta như tôi đã dự đoán, vậy là đổi hướng thôi, lên một cái kiếm chéo. Rồi bây giờ sẽ là một cái defu là một cái item gọi là counter tối thượng mà con Sven này trước khi nó có BKB rồi. Giải cái skill 3 này, rồi là làm chậm Kai Sven rất là tốt này, rồi burn mana của Sven này. Có một cái item làm cho con Sven này nó trở thành một con creep trông rất là ngu nếu như nó không có được một cái BKB sớm. Còn tiếng nó thì đúng rồi, nếu như stun thì Invoker đã Sunstrike chúng mà họ đã có thể di chuyển về nhanh hơn. Đi Fusion Blade dành cho Mugi, scan ra được toàn bộ vị trí của bên phía Team IGV ở phía sau, sẽ để cho Mugi bait, rất tin vào người đồng đội của mình. Mấy ông kia không dám ra gành, không dám lao ra gành khi mà có một cái Oxo ở đây. Nhìn thấy toàn bộ vị trí bên phía team newbie, bây giờ là chạy 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 và chạy. Vâng, nhìn thấy được Dogfire rồi. Dogfire là TP đi đâu mà TP lâu thế nhỉ? TP đi đâu mà TP lâu thế nhỉ? Không hiểu nữa, nhưng mà double click về nhà thì tôi nghĩ cũng không mất đến từng đấy thời gian đâu.
hay là TP ra trụ nào đấy để có thể phao hay như nào, giếng diểm. Radiant's middle tower is under attack. Đây thì bên phía team newbie họ đang dẫn trước tỷ số là 268 rồi, gồng cường lực lên để có thể cốt trụ đến KYXY, nhưng mà bây giờ lại TP xuống, KKA blink thẳng ra và cắn cancel con Butcher này, thì tí nữa cancel các con khác kiểu gì, vâng vậy là relocate về để có thể cứu cái con Sven này, và con IO sẽ bỏ mạng lại thôi. Một cái portal to từ bố ngã ngửa nha, thì không có một cái lý do gì là bên phía team newbie họ không nhìn thấy cả. Đó là một cái cuộc liên hoan sát thủ đây. Vâng, đang hướng đến một cái Shadow Blade dành cho Dogfire. Ở SCC có Rune Envy nhưng mà cũng hơi khó để giết được cái con Spiritual này. Cái lượng stack của nó là khá trâu nhưng mà khó với một người thôi. Nhưng còn hai người thì làm một công việc hoàn toàn dễ. Thì KK từ hook shot, hook cực kỳ chuẩn xác. Vâng, sorry anh em, nó là mid hook thì đúng hơn. Hook shot là skill của Clockwork. Mình vẫn quen mô đọc là hook shot, gọi là hook thôi. Blink for stab cực kỳ là cơ động luôn, một con bắt chơi như thế này. AK rất giàu. KK cũng sẽ hướng đến một cái Lincoln Sphere. Rất nhiều Lincoln Sphere trong cái đồ này. Sakata thì vẫn đang cố gắng farm, nhưng mà trông anh ta farm này. Mai đáp để gợi xanh để bay mà cũng còn chưa xanh bằng cây Phoenix. Đang cây Phoenix anh ta có một cái talent. Ô, không thèm cộng talent Gobermin luôn. Chơi luôn giảm cooldown, ok. Tí nữa Black Hole cứ là liên tục làm cái Autoline con. Ui, team này là ai cũng lên Lincoln rồi. Tôi thấy một cái thôi, ông này chỉ được lên cả, ông này một cái, ba cái Lincoln. Không biết là ông này có lên cái nữa không. Không, vậy là cho nó sẽ lên với Silver Edge. Nhưng vậy là disable luôn cả cái skill đánh lan của con Sven này luôn. Đang có smoke đến từ bên phía team IGV. Cây Phoenix anh ta đang có một cái vị trí cực kỳ tốt. Nhưng nhìn thấy cây Phoenix rồi, nhưng cái Phoenix anh ta có BKB. Từ từ đó nào, giết được cây Phoenix chưa? Vâng, giết chết cây Phoenix rồi. Và đây sẽ Dogfire nằm xuống. Ở đây thì bên phía team newbie cần phải lùi về. Họ không có sự phục vụ của Enigma trong tiếng combat này. Kêu ai xoài hóa đỏ bật BKB mà không tìm được phết gì đó, dùng Lim mà kép ở đằng sau, sao Injuline gần chết, vẫn dùng sử dụng ulti cũng như là head của Queen of Pain mà tiếp tục là lao lên. Queen of Pain anh ta bị disable cái Lincoln rồi, đang bị stun vào nhưng lượng stat là rất trâu, vẫn chưa giết được ai cả. Super bị cắn và Super nằm xuống dưới tường băng ra. Nào, Sakata tí nữa thôi bị hụt trúng, một Kêu ai xoài lại bị cài ở đây. Và với cái gì tôi dùng lên tôi nói rồi, cái con Sven mà không còn BKB thì nó không khá gì một con creep cả, trông rất đầy. Vậy là một tình huống những tưởng như là thắng combat đến từ bên phía team IGV lại thành thua. Họ focus vào vị trí của cây Phoenix rất là nhanh. Nhưng Sven sau khi mà anh ta có thể kết hợp cùng đồng đội kết thúc được mạng của cây Phoenix thì anh ta đã không thể tìm được thêm bất kỳ người nào. Phí BKB, phí ulti và cuối cùng thì cũng đã phải nằm xuống. Lại tiếp tục là Roshan dành cho bên phía team newbie, và người cầm bây giờ thì đó là Wuhi, hay còn gọi là Yunai. Radiant's bottom tower is under attack. IGV bị dẫn đến hơn 16.000 network rồi. Liệu là họ có thể có một cái cơ hội nào đấy để có thể comeback hay không? Death High Ground thì bên phía team IGV cũng không sự là quá khỏe, vì IO không phải một con hero Death High Ground mạnh, không có nhiều skill AOE có tác dụng mạnh. May ra có Sand King, Spirit Breaker cũng không phải một con hero có thể Death High Ground quá tốt. Khi mà những cái tình huống chạc hoàn toàn có thể bị nhìn thấy, hoàn toàn có thể bị cancel lại, phản xạ bên phía newbie, chắc chắn là họ có thể cancel được những tình huống như vậy rồi. SCC bây giờ quá giàu rồi, Orchid cũng không thèm lên một cái bắt thon luôn mà sẽ lên một AC trước, tăng giáp đồng đội đã đùa đúng là kiểu relocate xuống định ăn SCC. Vâng, chuyển cao qua SCC hộ tôi gái, xem tôi còn gọi là SCC không chết. Anh ta sử dụng cheese và tiếp tục đi về, mà cái lượng máu vừa rồi của SCC gần như đã xuống đến mức không rồi, nhưng ngay lập tức là chuyển bottle ra, cầm cheese lên, cắn cheese và tiếp tục sống. Không, cái ông quay cam này thì chắc không để ý chuyện con người cam và Bellstone.
mất một đống ultimate mà không giết được mạng của con QNP này. Nhưng mà QNP chỉ cần thông báo đồng đội là bọn nó hết skill rồi, chúng ta lên high ground thôi. Rồi, lên Linh Sphere. Ok, YSY kia thì vẫn cứ stun vào. Thực ra stun này có thể trigger được Linh Sphere thì cũng là một chút gì đó làm cho Mugi anh ta phải quan ngại, anh ta phải lùi về. Đấy, bắn rất đau từ hai đệ của Invoker. Rồi, hút nào. Tí thì hút chúng. Ngắn rồi, một tướng đặt EMP cũng như là sử dụng stun tốt. Vọt start thế này là không hay cho lắm nhưng không sao Bugi. Ôi trời ơi, Red Cow được cả KYXY như thế này á. Nào KYXY về được hay không, mở BKB lên. Đang cố gắng chém tay, QNP sử dụng ulti ra. Jarnot cũng ulti ra nhưng mà giáp đến từ KYXY là khá nhiều. Bây giờ thì KY anh ta stun được một người của SCC. Vẫn đang cố gắng chém nhưng chưa chém được ai cả. Bị Bujo, bị Frostbite vào. Newbie có lẽ họ sẽ không có thể push được lên tiếng này nhưng từ thế nào. Sagata đã bị túm rồi nhưng Sagata anh ta lại tiếp tục chuyển về được. Đang bị mở dust, bị nhìn phu vào. Đang có chém, KYXY mới là mục tiêu. Ở đây thì ai mới là mục tiêu chính đây? Mỗi ốc êm một người này. KYXY anh ta nằm xuống rồi. Tình huống tiếp tục dướng lên để chém từ Mugi. Lại là hút được một người nữa ra. Đó là Sagata. Sagata nằm xuống, IO bên trong cũng đã chết. Ở đây thì sao, In July đang bị bắn rất đau và bị dọ mõm. Và In July cũng lên bảng đếm số. Buyback ra đến với Invoker của Sagata. Nhưng một cái buyback lẻ lo như này thì có thể làm được gì khi mà lại là cọc máu cắm ra đến từ phía newbie và họ sẽ ăn luôn cái lên này, sẽ là một lên nữa trên top hoặc dưới bot tùy chọn thôi. Không phải là họ sẽ chọn lên bot, họ sẽ chọn cái lên bot khi mà họ nhìn thấy được creep của bên phía team ITV đang đẩy rất cao lên trụ của mình rồi, họ sẽ chọn cái lên bot để đẩy. Rồi có lock và EMP ra, SCC thì link đi. Mugi thì xoay kiếm và chỉ có một mình KK là mất mana thôi. Mình dựng hai đệ ra block đường, không cho KK hook. Dogfight vẫn đang đứng ở một cái vị trí trông nó rất là buồn cười, không dám làm gì. Vậy là hai lên dành cho phía team Mugi. Và bây giờ thì họ sẽ chuyển về. SCC bị chạc nhưng đó là Linking Sphere. Lock hoàn toàn skill 1. Bây giờ thì sao, TP ra giếng đánh nhau. Sẽ là hộ SCC về cái đã. Thì từ đó nào, Blink tốc váy bay ra ngoài. Bây giờ thì Mugi xoay kiếm và anh ta bị ulti vào. Ai cứu Mugi bây giờ? Anh ta vẫn đang ra được với những limber cap frog staff là hay. Thả combo như củ cải đến từ Sagata. Bây giờ tiếp tục là KYXY. Anh ta bị giữ chân trên Frostbite, hút được In July về. Nhưng không có cắn cũng chẳng có đớt. Bây giờ thì sao, stun một người KK gồng đỏ lên. KYXY lại bị cắn rồi. Đang có một tình huống sử dụng MP Center ở đây đến từ In July. Nhưng cái lượng máu mà KK mất có lẽ là không hề hấn gì bằng gì vào lời được gọi rồi. Khi mà cái flagship này nó đã có quá nhiều chạc rồi, 22 chạc flagship. Cái khả năng kháng phép cũng như là cái lượng máu của KK nó quá lớn, 3k5 máu. Epicenter như gãi ghẻ. Lúc mà game đầu